Bên luôn, bên luôn. Đi đâu, còn cá không? Cá còn không? Lên, lên, lên. Lên, lên, lên. Anh em nay đi bè câu nha anh em. Đây vẫn cần thủ quen thuộc nhật bd, nhật bd nha mọi người. Mốt gặp trên bè ăn bình với kêu nhật bd nha, có vợ bố vợ ở nhà không à. Kìa kìa, chép lên kìa, chép lên nhìn em đó, mới lên con ha. Đây với cần thủ quy nhật bd và quy bd luôn, hai người bd luôn. Tôi không có bd nghe, tôi không có bd à nghe. Rồi ok, thì hôm nay mình đi bè, mình lấy cá mình khoa theo là mình câu luôn nha. Nay câu thử mình khoa đánh bè nha. Ngày mình khoa hôm đó mình đã đánh cá mè rồi, hôm nay đánh cá cha nha. Rồi ok. Này, Vinamilk. Hôm nay hy vọng là khoa đen hiển linh nha mọi người. Ok, mình sẽ ngâm với sữa. Rồi ok, bây giờ mình ngâm mồi nha. Đúng rồi, sữa ngon lắm. Mà sữa ngon thiệt anh em ơi. Đấy, mình sẽ đổ sữa vô này nha. Đó, mình sẽ bỏ cá mình khoai vô. Đây, mình đổi miếng thôi, còn miếng mình uống nè. Chữa miếng. Thăm thăm dây, dò dò dây. Đây, ok, giờ mình đổ cá mình khoai vô nè. Đầu vô ấm mà là chị bùa. Quỳnh khoa đen đã nhập nghe. Quỳnh khoa đen đã nhập nghe. What? Quỳnh khoa đen nhập nha anh em. Rồi ok, về bóp nhồi đây câu thôi. Cũng quá đơn giản cho một mối tình này mà. Cũng quá đơn giản cho một mối tình này mà. Ok anh em, chờ kết quả hôm nay nha. Kéo lên, kéo lên, kéo lên. Trời, cá mini nữa. Đây luôn. Cần thủ Huy lên mini nha anh em. Ê, hả, từ từ. Gỡ cá một cái. Ăn liền liền luôn. Cần thủ Nhật quyết định là cầm cần canh luôn nha anh em. Đó. Có không? Làm cạch 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 cái giật cái lụm mà. Tiêu rồi. Dở quá. Cần thủ Nhật mất cơ hội rồi. Nhật mất cơ hội nha anh em. Dính luôn hả? Rồi, thả xuống, thả xuống, thả xuống. Ở đó có dây đó. Còn cá không? Rồi, cần thủ bị dính dây nha mọi người. Dính dây. Mọi người. Bên luôn, bên luôn. Đi đâu, còn cá không? Cá còn không? Lên, lên, lên. Lên, lên, lên. Bự không? Trời ơi. Tưởng ngâu hàng khủng không à. Cần bên kia chứ, ăn kè, cần cứ cực. Không phải, không phải, không phải. Tỉnh ngủ.
Mình Thanh Nhật tỉnh ngủ nha mọi người. Thì đang ngủ. Thì anh Hàng chụp tấm hình nè. Rồi ok. Ừ. Ok, gỡ cá cho ông cái coi. Trời ơi. Từ. Nó văng lắm đây. Té cái mép luôn. Ừ. Vậy sao ta? Anh em cần hú cái câu cá mà vậy nha anh em. Đây cần hú quy. Nhật nha. Nhật BD. Nhật BD. Nó kìa nằm phành háng ngủ à. Nó kêu còn phành ra dữ nữa. Đây, quy từ Trà Vinh chạy đây câu. Ngủ đi. Cần thú về là chết luôn rồi. Hôm nay nói chung là thấy tình hình là xui. Cũng hơi bị xui tại vì đi gặp nước không có ngon. Đi là mà gặp nước gồng mà nó không có gồng nữa, nó lên xuống hoài nó không có chảy. Từ nãy giờ chảy được gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Được cũng được mớ cá. Còn hai con thú này thì làm biếng vô đói luôn nha anh em. Chỉ theo cái ngủ thôi chứ không làm ăn đách gì được chân á. Trời ơi, cá nục. Cá mấy ục mình kêu quá trời bự luôn.